Hội nghị ASEAN lần thứ 43 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra với sự tham dự của 9 nước thành viên ASEAN, Timor-Leste được mời làm quan sát viên và ba nước đối tác gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Chủ đề chính của hội nghị là Truyền thông: Từ thông tin tới tri thức vì một ASEAN tự cường và thích ứng, Media: From Information to Knowledge for a Resilient and Responsive ASEAN. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho biết tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 vừa qua đã đưa ra định hướng cho việc xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, phát triển tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm, có khả năng đón đầu các cơ hội, giải quyết những vấn đề mới nổi và các thách thức trong tương lai. Đồng thời, đặt ra nhiệm vụ củng cố bản sắc, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN. Trong tiến trình phát triển đó, cùng với những xu thế lớn của thời đại, hợp tác thông tin báo chí và truyền thông có vai trò quan trọng nhằm gắn kết và lan tỏa các giá trị trong cộng đồng ASEAN. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, tham gia vào quá trình phát triển chung, Việt Nam đặc biệt coi trọng lĩnh vực thông tin, truyền thông. Ngày 6 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động báo chí phát triển nền tảng số làm cho hệ sinh thái báo chí số được bồi đắp thêm các tính năng mới ưu việt giúp nâng cao chất lượng hiệu quả truyền thông tăng cường kết nối việt nam với cộng đồng quốc tế